80, 60 đây là tốc độ giới hạn của từng hãng xe. 80 là xe con và xe khách, còn 60 là xe tải và xe công nha. Mọi người nhớ chú ý chứ không phải là từng làn nha. Rồi các bạn nhớ là cái biển báo nhưng mà bảng phụ ở dưới quy định ở trong kia là xe máy 50. Đây cho bạn coi lại nha. Có nhiều bạn vẫn lẫn lộn là 80 và 60 ha, từng theo làn là sai nha. À, 80 là xe con và xe khách, còn 60 là xe tải và xe công. Đó là từng hạng xe. Rồi, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của thầy Toàn Dạy Lái Xe. Và hôm nay mình đang bổ túc tay lái cho một nâng cao cho một bạn lái mới. Đó, thì bạn này lúc đầu thì bạn nào cũng vậy thôi, chưa có lái xe số động lúc nào. Nào hết, tại vì bạn thi năm vừa rồi. Nó thoát được cái gọi là đắt DT. Vì đắt DT thì các bạn sẽ chạy nhiều hơn, các bạn sẽ có những không nhắc xe, nhưng mà kinh nghiệm thì các bạn cũng chưa có đâu, thì các bạn phải đi bổ túc thêm. Tôi gặp bữa giờ tôi cũng kèm nhiều bạn là chạy đắt DT rồi, chỉ được có một cái là các bạn sẽ ổn định tâm lý hơn chút, lý do bạn đi chung với xe lớn cũng đi quen rồi. Đó, có nhiều bạn chạy đắt DT là chạy ở trong dốc que, cái đường thẳng băng luôn ha, thì cũng chưa có kinh nghiệm đâu. Thì ra đây mình sẽ nâng cao kỹ năng lái cho các bạn và những kỹ thuật lái đúng an toàn, rồi chuyển làn như thế nào đó, và đặc biệt nữa là được phép đạp ga với tốc độ cho phép trong hạn vì trong hạn chế thôi, chứ không có giống như là quá vượt quá tốc độ nha. Vượt quá tốc độ tôi sốc mang túi lắm. Gửi bill về nhà tôi nhớ tôi kiếm đến nhà luôn, tôi gửi lại cái triệu đó nha. Nhưng mà dễ giàu gì ha. Thì bạn này thì cũng là mới thôi, cũng mới năm trước lái rồi. Đó, đó gọi là bằng lâu năm, cũng một năm là cũng là lâu năm rồi. Rồi bạn nào cũng đang coi clip mình, bạn nào lâu năm mà chưa lái, hoặc là lâu năm lắm có công việc khác, các bạn bỏ bê công việc lái xe, hoặc là do vợ không cho lái, bây giờ là có điều kiện rồi, thì các bạn nhớ các bạn mở cái bóp của mình ra, các bạn lấy cái giấy phép của xe của mình, nhất là bạn những bạn nào lâu năm nha, coi mặt, mở ra mặt sau coi niên hạn của mình là được bao nhiêu năm và chuẩn bị hết chưa, lấy ra giùm mình để đi gia hạn giấy phép lái xe giùm mình đi các bạn ơi. Nhiều bạn là bị rồi, hồi bữa có một bạn là còn lố, còn đúng 6 ngày nữa là qua 30, là qua 3 tháng. Mà đã qua 3 tháng rồi phải bắt buộc phải thi lại luật. À, mà qua năm nữa là phải thi lại toàn phần luôn. Hên bạn ấy vừa mới còn 6 ngày, 5 ngày nữa thôi. Tối bạn ấy gọi điện cho mình, cũng coi cái clip mình. Nó vừa mới coi cái clip thầy xong mở cái bóp ra coi. Cuối cùng trời ơi quá hạn 2 tháng mấy, gần 3 tháng. Cuối cùng kiểm tra tính toán suy nghĩ, hồi hộp cuối cùng lại còn 6 ngày, 5 ngày nữa là qua 3 tháng. Mém nữa thi lực, cuối cùng là mình đã cho bạn ấy đã xử lý cái phần đó nhanh gọn lẹ rồi, à, đổi lại giấy phép liền, rồi gia hạn liền. Các bạn lưu ý nha, nhiều khi các bạn trời nó đẩy nó lạng qua lạng lại dữ thiệt nha. Em chuyển làn chút xíu thầy chỉ cho, tốc độ cao em chỉ nhẹ thôi, nhẹ xong em nghiêng nhẹ lại là người sau người em hơn, em chuyển cái đó là người ở sau lắc lắm, tại thầy lắc luôn mà, rồi là người sau còn lắc hơn nữa các bạn ha. Giảm lại, có ảnh qua. À, rồi, em đi tiếp. Nhớ nha, xi nhan mình không thấy phần đuôi, nhưng mà bên hông đều có nha các bạn ha. Các bạn chú ý vấn đề này. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bắt đầu vô cao tốc. Hồi nãy mới qua là biển báo ngoài khu dân cư. Thì mình có giải phân cách nó cứng là được 90 đối với xe ô tô con nha. Rồi, ở đây là người ta dừng vô, người ta xả nước cứu thân nè. Không? Đó, chỗ này khẩn cấp. Xả nước cứu thân. Rồi đi tiếp. Tập ga lên. Đó, khúc này là 90. Còn cái khúc để 120-60. Và nhiều điều lưu ý khi các bạn lái mới đi trên cao tốc, các bạn chưa hề đi trên cao tốc lần nào, đúng không? À, thì trên cao tốc các bạn sợ đúng không? Các bạn nói là đây 120-60, tối đa là 120, là chạy dưới 120, tối thiểu là 60. Các bạn hỏi là nếu mà chạy dưới 60 có bị bắt không? Lực thì nó sẽ có phạt, gọi là phạm vi phạm. Nhưng
các bạn trường hợp các bạn mệt trong người, các bạn xe bạn bị ban, các bạn không chạy nhanh được, các bạn bấm khẩn cấp cho mình, các bạn chạy chậm. Ít ai mà bắt dưới tốc độ cho phép đó. Xe tôi giờ nó ban sự cố rồi, hoặc cơ thể tôi ngồi mệt quá tôi chạy được, rồi em coi chuyển qua bên trái nhường cho Sinland nhập làn lên. Đúng rồi, các bạn nhớ lưu ý nha, lúc khúc nhập làn là các bạn phải chủ động chuyển qua bên trái nha, để chi nhường cho những anh em dưới người ta lên nè, thấy không đó. Và những anh em dưới lên nhớ cũng vậy thôi, cũng ra một làn thôi, đừng có ra nhiều đó. Ông nói ông sai, ông đi qua chứ vạch xương cá luôn, thấy không. Rồi nó mới ổng chuyển qua hết hai làn luôn. Ok, rồi mình sẽ tiếp tục đi. Và đặc biệt là ở trên cao tốc thì các bạn không được đi vô làn khẩn cấp nha, với mọi hình thức, trừ trường hợp gọi là khẩn cấp hoặc có vấn đề cấp cứu tai nạn. Mình chở một cái người đi cấp cứu, một cái chở người tai nạn cần gấp, mình các bạn vô trong đó, các bạn mở khẩn cấp, các bạn quay clip lại, lưu lại để chi, có phạt nguội, các bạn còn có chứng cứ ngày đó là tôi, ngày mình đó mấy giờ tôi có đi ở trên đây, tôi có đang giúp một người tai nạn trên đây, tôi chở đi cấp cứu ha, thì người ta sẽ xóa cái mức phạt của bạn, án phạt của bạn cái hình ảnh vi phạm của bạn, nói chung án nữa mệt rồi. Còn anh em nào mà có tiền có điều kiện thì vô trong đó nha, phạt từ 4 đến 6 triệu, là mức phạt là 5 triệu, giam bằng từ 1 đến 3 tháng, giam bằng 2 tháng, thấy không. Các bạn vô trong đó, các bạn cản trở lưu thông người ta, bể bánh là vô được nha, cái xe gặp sự cố thì tấp vô đó, nhớ mở khẩn cấp. Và các bạn lấy cái vật thể cảnh báo, các bạn để cách xa đó, sau vườn đuôi xe của mình, cách đo khoảng 20-30 mét, cảnh báo cho người ta. Ví dụ có mấy cái cây kế bên, các bạn bứt cây, các bạn làm cái điểm cảnh báo. Có thể bạn mua một cái gì đó tam giác lên, có đèn chớp, các bạn để cảnh báo nó an toàn hơn. Khi các bạn thay bánh này là bể bánh xe các bạn, hoặc các bạn đợi, nó sẽ bớt nguy hiểm trên đây. Còn ông nào mà có cái khái niệm mà vô làn khẩn cấp để đi về sớm thì các bạn có tiền, có điều kiện, có ý thức, không có ý thức thì mới vô đó. Nhiều khi kẹt cứng, mình vẫn đi làn này, hai làn chính. Để chi làn đó vụ kẹt cứng ở lỡ trên kia người ta tai nạn, ta cần xe cấp cứu, hoặc là trái trên đó người ta cần xe cấp cứu chữa cháy, người ta đi đó, người ta lên người ta cứu. Mấy ông cản trở người ta, ta đi không có tới kịp, rồi người ta trên đó người ta sẽ qua không khỏi thì sao, cứu không kịp thì sao. Đó, cái thứ cũng quan trọng nha các bạn ha. À, có tiền, có điều kiện, có này nọ, nhưng mà phải có, cũng có ý thức văn hóa giao thông. À, nhiều cái tình huống lắm, nên là mình cũng nhắc nhở cho những anh em lái mới cũng phải có những kỹ năng lái xe, cũng mình cũng chỉ rất nhiều, và những cái nào mà cần tránh thì chỉ do bạn rồi. Còn sau này các bạn lái thì mình không biết như lái như thế nào. À, quan trọng là các bạn nhớ được cái lời nói của tôi. À, nhiều khi tôi cũng gấp lắm á, mà cũng phải ráng. Tại vì cái luật quy định này, nhiều trường hợp là đi thì được, nhưng có cái khi các bạn cởi chở lưu thông mà gặp người ta cấp cứu nữa, mệt lắm. Nghe không? Rồi, em có thể chuyển làn qua. Rồi em giảm tốc độ lại. Đúng rồi. Lý do một là mình cắt đầu người ta lại mình chuyển vô, hai là mình sẽ quẹo xe đuôi người ta mình chuyển. Rồi. Và thứ hai, mình chỉ cho các bạn luôn nè, trên cao tốc thì tốc độ nó gia tốc nó cao, các bạn phải giữ khoảng cách an toàn. Và thứ hai nữa, các bạn chuyển làn đường các bạn nhẹ nhàng. Và khi vượt người ta chuyển vô thì các bạn phải giữ khoảng cách, là các bạn qua một khúc các bạn mới chuyển, đừng bao giờ cắt đầu đột ngột của người ta nha. Rồi trước khi lên cao tốc, các bạn cần lưu ý gì những đối với những bạn mới? Thứ nhất, cao tốc xa, không có lối ra hoặc không có điểm dừng chân thì các bạn nhớ cho mình kiểm tra kỹ thuật trước khi lên cao tốc hoặc đi đường xa. Rồi để mình gắn cái này vô đi, mình cầm mỏi tay quá bạn ơi, thông cảm với mình nha. Rồi thứ hai nữa là các bạn phải kiểm tra bánh xe mình có đủ ký chưa, hoặc là nó dư ký hay không. Tại sao khi các bạn chạy đường xa nó sẽ có dạng nở của bánh, và bánh nó yếu thì nó cũng nguy hiểm cho mình. Và phải kiểm tra luôn lớp dự phòng, coi lớp dự phòng còn hay không, lỡ trường hợp xe bể bánh mình còn thay lớp dự phòng được.
lỡ cái ý y không à, cái lúc bể bánh cái thay lớp dự phòng, bánh lớp dự phòng cũng bể luôn. Thì các bạn trang bị cho mình là cái gì? Một cái máy bơm, một cái vít giá ha, giá lớp, một vít giá tạm ha, vít giá tạm nó có cao su luôn. Thì các bạn vô cái YouTube các bạn bấm vô vá xe không cần thay lớp dự phòng thì toàn nhảy lên xe nó hiện lên cho bạn ha, nó đơn giản lắm mà nó lẹ hơn, nó đỡ gây nguy hiểm các bạn đứng trên này nắng, và thứ hai nữa xe cộ nó nguy hiểm. Rồi chuyển làn trái thì nó quá dễ rồi, thì các bạn chuyển nhẹ nhàng qua, các bạn ngồi cánh trái tại ghế tài bên trái mà. Còn khi các bạn chuyển phải thì các bạn phải giữ khoảng cách xa hơn nữa nha, nguy hiểm lắm. Chuyển phải mà đu sau đít xe tải mà chuyển là không thấy đường ở trước đâu nha, mấy cái đó là dễ bị dính đít vô, dính đầu xe vô cái bánh xe, cái đuôi xe ở phía trong của xe đậu khẩn cấp á. Rồi em đạp ga lên, rồi em đạp ga lên, làm như cố kèn bóp cái được gạo mưa, bóp cho cố vô chiên, rồi em giảm lại, có cái kèn bóp nó ghét thì chứ. Giờ đạp ga lên bơm nhìn nó sướng, nó tay cho đỡ buồn ngủ. Em mở xi nhan trái nha, mình di chuyển làn đường là mình mở xi nhan, rồi em tắt xi nhan, giảm lại, rồi đập ga lên. Giảm lại ở sau nó lý cơ sao chấm không? Rồi đạp ga lên tiếp. Em chuyển ít thôi, đừng có chuyển sâu quá. Đạp ga lên. Em chuyển vừa qua chẳng là em trả lái lại liền, đừng có vô cái đến giữa quá là cái đầu xe mình nó sát, em chuyển qua nó hơi bị bẻ lái nhiều, em hiểu không? Đó là cái cách chuyển làn đường các bạn. Để chút xíu mình chỉ lại cho bạn thấy ha. Đó, mình đang quay mình không có. Rồi em cứ đập ga, cẩn thận xe nó có qua không. Rồi đập ga tiếp, nhớ nhìn vô cái kiến chiếu hậu của tài xế luôn. Rồi bây giờ tập nè, mở xi nhan phải, ngó kiến hậu, rồi chuyển nhẹ thôi, lại nè, thấy không? Rồi em vừa đến chạm mặt trắng là cái nghiêng nhẹ qua nè, thấy không? Đơn giản không? À, không có đâu gì đâu khó. À, tiếp tục mình đi thôi. Đi vô giữa làn đường. Alo trên đây không có sóng. Alo nghe, chút nữa gọi lại đi, chỗ khúc này không có sóng, trên cầu đang trên cầu không có sóng, chút gọi lại đi. Khúc cầu Long Thành này nó không có sóng các bạn. Lên giữa cầu là mất luôn, không có miếng tín hiệu sóng luôn. Trời công này, ta nói chút xíu gọi lại mà cũng nhá nhá hoài, chán thì chứ. Rồi tiếp tục. Ok, rồi bây giờ em có bên trái có chống xe không? Chống mở xi nhan, chuyển nhẹ qua ít thôi, không cần gấp, đỏ rồi chạy lại. Nó đẹp không? Có gì đâu, mới vừa mở xi nhan là chuyển liền. Mở xi nhan, quan sát an toàn rồi mình mới chuyển lái, chuyển hướng, thấy không? Rồi, đập ga theo. Đó, người ta giảng thì mình đập ga, đừng có đu đít nữa rồi. Rồi tiếp tục nữa, điều ga luôn, mạnh dạn lên. Tại sao có điện thoại hôm nay? Rồi đạp ga luôn đi, qua cái nguy hiểm thì thầy gọi đi cho anh ta nữa. Đạp ga lên rồi chuyển, bảo quan sát chuyển ít thôi, đạp ga lên vẫn còn bẻ nhiều. Rồi đạp ga đi thầy chỉ cho. Em đừng có sợ mà xe nó em giành đường với người ta, em hiểu không?
chuyển làn đường là phải nghiêng nhẹ rồi đi xéo lên trên luôn, chứ không cần là phải mở xi nhan là chuyển liền. Rồi bây giờ em đập ga đi, thầy chỉ cho em chuyển nè, đập ga lên. Các bạn còn hay cái có cái còn cái tật gọi là mở xi nhan là cái bắt buộc phải chuyển qua liền, dành làm như sợ ai dành mình đó, thấy không? Rồi em đập ga đi nữa. Rồi bây giờ nè, em ngó trái có xe không? Không, mở xi nhan phạt trái. Rồi chỉ cần nghiêng nhẹ thôi, ha, chỉ cần nghiêng nhẹ, rồi xong nghiêng nhẹ lại thôi. Êm không? Có gì đâu. Rồi em giảm lại nè, mở xi nhan phải. Đúng rồi. Đó, nhưng mà có xe hay sao đúng không? Cho nó qua. Rồi em đập ga tiếp đi, đập ga tiếp. Đập ga luôn qua xe trắng luôn. Nữa. Nữa. Nữa đi, mạnh ga lên. Rồi, em mở xi nhan phải. Rồi, nghi nhẹ rồi, ít thôi. Đó, rồi, trả lại. Được chưa? Nghe nhàng không? Cứ từ từ qua thôi, mấy bạn thấy còn gọi sợ, sợ người ta giành đường. Nó sợ giành đường. Gì đu cửa rồi không? Gì đu cửa rồi? Ngay lối ra Long Thành, trên cao tốc, lối ra Long Thành. À, lối ra Nhân Trạch. Cao tốc trên lối ra Nhân Trạch, chưa ra quốc lộ. Vậy em mới ra, vậy em mới xuống cao tốc nè. Mới ra cao tốc hả? Dạ, mới xuống. Rồi, vậy thôi. Rồi, tiếp tục. Đó, rồi đạp ra đi. Rồi em ngó bên trái có xe à, xe không? Mở xi nhan trái ra. Rồi đạp ga lên. Rồi ngó bên trái xe không? Rồi chuyển nhẹ qua chút xíu thôi. Đúng rồi, tốt. Rồi nghiêng nhẹ lại chút xíu. Đó, nó đẹp không? Có ở đâu không, nghe không? Mệt ghê, làm ai giành giật của mình. Rồi đây là lối ra Nhân Trạch nha các bạn. Khi ở mà trên cái trạm thu phí của quốc lộ 51 á, nghe không, là vừa ra ngay chỗ chuẩn bị lối ra ngay chỗ quốc lộ 51 thì cái bị kẹt ở đó, hoặc là ngay chỗ ngõ ba Nhân Trạch bị kẹt thì các bạn chuyển vô đây các bạn đi nha. Mình có làm clip rồi, các bạn vô coi tham khảo lại thêm, nghe không, nó sẽ nhanh hơn đó, nó không bị ồn ứ. Nhưng mình khuyến cáo nha, các bạn đi vô đây là các bạn đi thành 60 mấy ngàn á, 64 ngàn á, chứ không phải là rẻ hơn đâu nha. Nếu các bạn đi đến chạm thu phí, rồi em chuyển vô trong. Đúng rồi, tốt. Đó, trước sau cũng đi thẳng, mình chuyển nhẹ thôi, rồi nghiêng nhẹ lại. Đẹp hơn không? Khuyến cáo các bạn nha, các bạn đi Nhân Trạch này là cái thu phí của mình đó là thành 64.000 á, chứ không phải. Còn nếu các bạn đi thẳng đến ga quốc lộ 51 á là thu phí chỉ có 39.000 thôi. Bút 39.000 thôi. Rồi. Lý do mình tính cho các bạn coi, tại mình đi mình hỏi nó rồi. Và lối ra là 100 đúng không? Mình cứ đi thẳng 120. Lối ra 80 là các bạn đi qua lối ra thì đi tốc độ 80 thôi. Còn đây là vẫn đạt 120 nha các bạn ha. Có nhiều bạn hỏi ở khúc này nè, các bạn không biết. Có nhiều bạn hỏi, ủa thầy ơi, cái xe mình đang đi có lối, có thấy lối ra 80 đó, là mình đi thẳng mình có giảm 80 không? Nó không. Người ta lối ra mà thì mới giảm thôi, còn mình đi thẳng mình đi 120 bình thường. Rồi cách tính ở bên đó nè, nó ngộ lắm nha, mà nó ấm ức lắm. Nhưng con cái được con cái là mình đi thông thoáng hơn. Khi các bạn đi bên ngay chỗ trên kia, các bạn về Nhân Trạch các bạn qua đây thì nó sẽ thu cho các bạn vô nha, là nó thu cho bạn là 34.000. Nhưng khi các bạn ra cao tốc ngay chỗ qua cái cầu Long Thành hồi nãy mình nói qua thì nó thu thêm 30.000, nó là 64.000. Còn các bạn đi đường này, các bạn đi ga luôn, nó thu 64.000 luôn. Đó, các bạn đi ghê không? Phí nó cao hơn nha, nó trước rồi. Rồi, ok, lúc này mình đi thẳng, chừng nào đến lối ra thì người ta sẽ để cái biển báo nhắc cho các bạn trước khoảng 2 km rồi. Nên các bạn mà gắng cố gắng cái biển báo xanh xanh, các bạn quan sát trước. Rồi, em thấy chữ nhập làn không? Thấy không? Rồi trên kia là tốc độ là vẫn là 60,
tối thiểu tối đa là 120, thấy chưa, để quan sát để cho quen. Trên kia sẽ báo lối ra là 2 km ở lối ra, còn 1 km, còn 500 m, đó là các bạn làm sao mà bị lộn được, tại các bạn không chịu để ý thôi. Em để cái bảng cho thầy luôn nha. Thầy nghe nè. Alo thầy nghe, thầy nghe. Thầy nghe nè, nói đi em. Sống nó yếu quá ta. Em đi. Đi tỉnh nha, em đi đâu, Vũng Tàu hay sao? Em đi đâu? Thầy tại thầy đang nãy thầy đang đi trên cao tốc với qua cái cầu lớn á, cái chỗ nó hay mất sóng nên thầy kêu chút gọi lại, sóng yếu lắm. Rồi bây giờ nếu mà đi thì chỉ có ngày còn lại thứ năm ngày 13 tháng 7 á, hoặc là còn hay là thứ hai 17 tháng 7. Giảm lại. Alo. Mạng yếu quá, chán thiệt chứ. Đấy. Thầy nghe nè, mạng nó còn yếu. Bây giờ còn thứ năm ngày 13 tháng 7, em mở xi nhan phải đi ra quốc lộ 51 hướng về Vũng Tàu nè, rồi em chuyển vô. Dạ. Cũng là qua thứ hai tuần sau. Cỡ 6:30 7 giờ có mặt ở bên ngay chỗ thầy hẹn đó, mình uống cà phê xong mình đi. Đúng rồi, không qua bên điểm hẹn của thầy đi, mình sẽ có quãng đường đi xa hơn. Nếu mà thầy qua chạy qua bên nhà mình á thì quãng đường mình nó sẽ ngắn hơn. Điểm hẹn tập kết mình có chỗ bãi giữ xe, rồi mở xi nhan phải luôn, rồi vô trong luôn kìa. Chậm lại chút xíu. Tùy theo, ví dụ mình muốn về sớm thì báo thầy. Coi chừng nó dở lên. Tầm năm mấy sáu giờ. Rồi đi thẳng luôn, cái bàn chân phải mình lọt vô chính giữa nha. Cái bàn chân phải đang đập ra nằm chính giữa. Cứ coi đi, báo cho thầy qua Zalo nha. Rồi, em liếc bên trái có xe không? Ok, mình vẫn cặp bên hông đây để mình quẹo phải nha. Dẫn cặp mình không về phải, đúng vậy. Rồi bây giờ mình từ trong cao tốc mình đi ra thì ở đây các bạn hỏi là cái ở ra ngoài đây là tốc độ được bao nhiêu thầy? Ở đây thì cái tốc độ của mình là ngoài khu dân cư. Mình nhắc lại luật cho bạn luôn nha, ngoài khu dân cư có giải phân cách cứng. Xe con mình đi tốc độ là maximum là 90 km/h nếu mà không có biển báo giới hạn. Rồi, em mở xi nhan trái. Rồi có xe lên thì mình cứ chậm đi làng này. Rồi taxi nha, cứ đi theo qua mai trước đi. Rồi từ từ ra, có xe bay gác nó ra nè. Rồi em đi tiếp. Đó, cẩn thận, xe khách nó ra luôn ha, mình giảm lại cho nó ra. Ở đây có 3 làn đường. Và tốc độ ở đây là ngoài khu dân cư nào của mình được 90. Nhưng mà lượng xe nó đang đông nguy hiểm thì các bạn cứ giữ làn đường các bạn đi. Đó, một chút xíu mình sẽ chỉ cho bạn lấy xe chuyển làn đường. Đó, tốt. Còn với xe tải và xe công thì nó chỉ được maximum là 80 thôi nha. Còn mình xe con nó khác. Nó xe ngược chiều bên trái nó, xe Honda nó thấy không? Mấy chú mấy anh này chạy kinh khủng khiếp. Rồi, mình đi được 3 làn đường các bạn chú ý nha, 3 làn đường, làn 1, làn 2 và làn 3, mình đang đi làn 3. Làn 4 là làn dành cho xe máy, các bạn đừng có vô đừng ép ta. Rồi, 3 làn kia thì nó sẽ có 2 làn riêng biệt, làn 2 và làn 3 dành cho xe lớn, là xe công và xe tải ha. Còn mình đi được 3 làn đường, em đi giữa làn. Rồi khi các bạn đi làn 1, các bạn thấy đèn xanh đèn đỏ mà hai màu thì các bạn đi thẳng, thì chủ động chuyển vô làn giữa, các bạn đi thẳng, hoặc làn
làm thứ ba để đi thẳng. Tuyệt đối không đi trên, em mở xi nhan trái, chuyển qua trái luôn đi, nhường cho xe em ra. Đâu mà, tại vì xe trong nó đậu nhiều quá. Ok. Khi mình đang đi làn thứ hai này, mình sẽ có gặp hiện tượng là khi đến đèn xanh đèn đỏ thì những cái xe bên làn một ép qua bên mình, ép qua không, thì mình cũng có nhiệm vụ là gì, nhường cho anh ta, đừng có cản trở lưu thông ta, đúng không? Các bạn lưu ý nha, mình cứ nhường được thì mình nhường, đừng có cương qua cương lại gì cho nó mệt, nó phiền phà. Rồi ví dụ ở đây nè, đông em muốn chuyển vô trong, nhưng mà giờ ở trong cũng đông thôi, đi trên giữa đi. Ồ, đường này đường đua nha các bạn, bên trái là để dành cho xe quẹo trái thôi, mình cứ đi làn giữa này cho mình, cho thầy. Ok mọi người, có nhiều kỹ năng lái hơn thì các bạn phải đi luyện tập nâng cao kỹ năng ta lái. Chờ mới vừa nói xong nó thắng như cắm đầu luôn, chờ lắc ừ thì tình. Mới chỉ xong mà thắng muốn ói cơm luôn. Thắng gà nhẹ là thôi, rồi xong nó còn giữ khoảng cách trước á, cái mình buông nhẹ thắng, cái mình gà thêm nhẹ cái cho nó đẹp. Chứ đầu thắng cái ịch một cái, xong đạp xong cái ịch một cái. Trời ơi là trời. Ok mọi người nha, đó, đường đông đốt xe cổ, và đặc biệt khuyến cáo mọi người luôn, cái đèn xanh đèn đỏ ở đây nó mắc giật lắm nha, nó gài biết bao nhiêu chiếc xe nha. Tôi nói rồi, các bạn đừng có canh đèn, đèn đỏ còn 3-4 giây các bạn buông thắng các bạn đi ha, đi xong qua vượt đèn đỏ luôn nha. Chút xíu mình gắng, cố gắng mình quay được khúc này luôn, em cứ chậm chậm đi cho nó đèn đỏ luôn đi. Đó, nó đèn đỏ nè, thấy không, nhưng mà nó vẫn còn xanh nè, đỏ đỏ đúng không. Rồi tôi quay khúc này nha cho bạn coi nha. Bạn coi kỹ nha, ở đèn đây nó kỳ lắm á ha. Rồi em dừng lại đây, lên chút xíu cho thấy đèn luôn đi. Đó, thấy đèn lên trên nữa đi, lên nữa, lên nữa. Rồi em dừng, để thầy quay lại cái đèn này vui lắm nè. Cái đèn đây nè các bạn, các bạn cẩn thận giùm mình nha. Các bạn mà canh ha, 3 giây cuối các bạn buông thắng các bạn đi ha. Đi là vượt đèn đỏ nha, mấy anh ơi đừng có đi nha, để tôi kêu qua. Đừng có canh đèn nha, chừng nào em thấy xanh em mới đi, thấy không, đèn nó nè, nó khó chịu nè. Đó, mấy anh này đừng có đi nha, đừng có đi nha, đèn đỏ lại, thấy không, đỏ nãy chưa. Em nó gài mà, bên kia cũng vậy, nhiều anh em nó bị dính dầu, nhất là bị che nó, chút xíu nữa thấy xanh mới đi, đèn bất ổn. Rồi đi, đó, đập ga lên, căng không? Rồi đập ra tiếp nhẹ nhàng cho xe kia nó quẹo qua nhân trạch. Đây là ngã ba nhân trạch nha bạn ha. Rồi tiếp tục đi em. Rồi bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn trên mọi nẻo đường nha. Bạn nào yếu cái gì mình tập cái đó nha. Mọi người nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh Bật Chung Thông Đo Áo để đón xem những phần video clip mới. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà. Nhiệm vụ của mình là sẽ làm cho bạn ấy sẽ lấy lại căn bản, nâng cao và có nhiều kỹ năng lái hơn và tự tin ôm xe luôn, có thể mua xe chạy luôn nha bạn. Mình khẳng định điều đó. Đó. Ông nào yếu kiếm thầy Toàn, xe Toàn sẽ làm cho cứng. Đừng nghĩ vậy nha, cứng xong sẽ làm cho ta lấy lũa. Rồi, dứt.